Những năm mất trắng, tập thứ tư. Long và tôi cùng vài người khỏe bị đưa xếp đồ đạc cho hậu cần. Họ tháo cả những tấm tôn, dây kẽm gai, dây điện thoại ván ép, trùi gạo, muối, cá khô và thau, chảo gan. Khi xếp đồ cho hậu cần xong thì doanh trại không còn gì ngoài cái khung nhà. Họ tháo gỡ tráo trọi, chúng tôi nghĩ thầm chắc họ đi về Bắc. Trời tối hẳn. Chúng tôi được lệnh ăn cơm rồi tiêu tiểu trước khi lên xe, lại cảnh leo lên xe ngồi chật như nem. Xe bít bùng, nóng nực, chúng tôi ngồi trong xe lo âu vì không rõ đi đâu. Long nói, hey, phen này chắc bắt tiếng quá. Tôi ngồi cố suy nghĩ, hồi nãy chúng tôi phải chất lên xe cho hậu cần mấy bao bố rau muống, rồi họ còn đóng trong thùng cả mấy cây ớt, mấy cụm xả. Như vậy chắc có lẽ không phải đi về Bắc, vì rau muống mà mang ra tới Bắc thì nó thối hết chứ ăn sao được. Mấy chậu cây cũng vậy, chắc đi cũng không xa. Xe chạy được độ nửa giờ thì nóng bức vô cùng. Tên bộ đội ngồi đằng sau cho phép cuốn tấm vải che lên cho đỡ nóng. Nhờ vậy chúng tôi nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Đoàn xe di chuyển không nhanh lắm, chiếc nọ cách chiếc kia độ 5 thước. Đặc biệt xe nào cũng chỉ có một đèn bên phải, đó cũng là đặc điểm của xe bộ đội. Xe mới cũ gì thì họ cũng gỡ bớt một bên đèn phía trái để tránh bị phi cơ quan sát bất ngờ, để tiết kiệm bình điện và bóng đèn. Mỗi khi đoàn xe đi quanh co thì chỉ thấy có một hàng đèn. Hai bên đường đều có bộ đội đứng gác, chứng tỏ sự ra đi của chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ. Trong bóng đêm lác đác vài căn nhà tranh leo lét ngọn đèn dầu, nhà cửa nông thôn miền Nam trống trải, dễ dãi như tâm hồn mộc mạc. Có vài bóng người đứng trong nhà nhìn ra đoàn xe ầm ầy di chuyển. Xe chạy khá lâu, chúng tôi nhận ra là đang đi về phía Sài Gòn. Mọi người nói nhỏ cho nhau nghe nhận xét ấy, và rồi xa xa có ánh đèn thủy ngân xanh biếc. Đúng, thấp thoáng phía trước là Sài Gòn. Trong lòng chúng tôi bỗng hồi hộp như sắp được nhìn thấy một hình bóng thân yêu. Hơn một tháng không được thấy cái ánh đèn có vẻ văn minh ấy. Nay bỗng nhiên nó xuất hiện gây xúc động trong tâm hồn. Ngày ra đi trình diện, chúng tôi tưởng chỉ là để học tập cho quen biết với chế độ mới. Nhưng nay chúng tôi đã hiểu rõ lũ người đang ngồi trong những chiếc xe này đều là những kẻ đã bị bắt. Chúng tôi được đưa đến nơi nào không rõ, và sẽ được đối xử ra sao, chúng tôi cũng không biết. Cảm tưởng chung chỉ là chờ đợi bị hành hạ. Sau hơn một tháng bị đưa vào nếp sống đúng như những kẻ bị tù đầy, bị canh gác, bị thiếu thốn và nhất là bị ép phải làm bản tự khai, với dụng ý bắt nhận những tội lỗi mà từ trước tới nay chúng tôi chưa bao giờ ngờ tới. Tất cả đã đảo lộn một cách quá tàn nhẫn, mới như hôm qua. Chúng tôi tin là hàng ngày làm những công việc có giá trị cho quê hương đất nước, những nghề nghiệp có ích như dạy học, y sĩ, kỹ sư, cho tới cả những nhiệm vụ như bảo vệ quê hương để được sống tự do, thì nay cuộc đổi đời đã biến chúng tôi thành lũ tội nhân đã bị đưa đi trả giá cho những hành động như thế. Thật là trắng trợn và tàn nhẫn, khi bỗng nhiên chúng tôi bị buộc tội cả đám, chỉ vì chúng tôi đã không sinh sống, đã không lý luận và đã không chấp nhận cái ý thức hệ như đã được xây dựng ở miền Bắc. Chúng tôi giống nhau ở màu da, ở tiếng nói, ở nguồn gốc dân tộc, ở hoàn cảnh địa dư, nhưng chúng tôi hoàn toàn xa nhau, khác nhau, ở một thứ rất xa lạ, đó là chủ nghĩa Mác Lê. Khi bộ đội tràn vào miền Nam, chúng tôi thấy họ như những người vùng quê mới ra tỉnh, dù họ có vũ khí trong tay, dù họ tới với tư cách chiến thắng, nhưng vẫn thấy họ có nhiều điểm giống chúng tôi, bởi thế nên đã có nói chuyện trao đổi tưởng như thông cảm được. Nhưng không, khi sống gần họ mới biết cách sống của họ, cách suy nghĩ của họ, và nhất là cách họ đối xử với chúng tôi, rõ ràng có một hàng rào chia cách không thể nào xóa bỏ được, đó là vị trí mà họ tự xác định cho họ, và vị trí mà họ tự xác định cho chúng tôi. Và ép buộc chúng tôi phải nhận, họ nói họ là nhân dân và chúng tôi thì không phải là nhân dân. Tuy trên mảnh đất miền Nam này họ là thiểu số và chúng tôi là đa số. Những cảm nghĩ đầu tiên ấy sau này chúng tôi mới thấy đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, sự thật bên trong đầu óc họ lại khác.
Đoàn xe tiến gần về Sài Gòn, rồi đổi hướng đi qua phía Thủ Đức lên Biên Hòa, đến một khúc đường thật thẳng, hai bên đồng trống trải đoàn xe ngừng lại. Đợi bộ đội bố trí xong, chúng tôi được từng người một xuống đi tiểu rồi lại lên ngồi xe như cũ. Ngủ gục trong xe được khá lâu, xe lại nổ máy lên đường. Khi ánh dương ửng hồng thì chúng tôi đang đi vào khu vực Long Khánh với những vườn cây chôm chôm. Chúng tôi xôn xao vì đây là quốc lộ 1 đi ra Trung hay ra Bắc. Nhưng tới Long Khánh, xe trẻ vào tỉnh và quanh vào đường phố với cảnh nhà cửa san sát hai bên. Chúng tôi nhận ra ngay là đoàn xe đang tiến về phía sân vận động của tỉnh Long Khánh, rồi từ từ vào khu quân sự trước là tiểu khu, nơi đặt các doanh trại của sư đoàn 18 của Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây hồi đêm có mưa nên đất đỏ có vẻ rất trơn trượt và xe có vẻ loạng choạng muốn lún xuống những vũng nước. Cuối cùng xe tới một bãi đậu có trại đá mà sau này chúng tôi mới biết đó là trại thiết giáp. Khi đoàn xe tiến vào khu doanh trại cũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi nghĩ sẽ được đưa vào một nơi có nhà cửa đàng hoàng, nhưng chúng tôi lại bị đưa tới một khu nhà gồm toàn những căn trại đã bị bỏ hoang. Những tấm tôn nơi mái hay tường đều đã bị lấy đi gần hết, chỉ còn vài căn tương đối có thể ở được. Lúc đó đã sáng tỏ và lác đác ngoài đường dân bắt đầu qua lại. Họ nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiếu kỳ. Chúng tôi vác túi hành trang lên vai vì chung quanh chỗ nào cũng ướt. Đứng chờ khá lâu, một toán bộ đội tới dẫn đi. Chúng tôi bị chia cho một căn nhà có lẽ trước kia là nơi dùng để sửa xe. Khung nhà bằng sắt, mái tôn chỉ còn lác đác vài tấm. Nền bằng xi măng loang lổ vết dầu. Với kinh nghiệm ở trại trắng lớn, chúng tôi chia nhau đi thu lượm những vật liệu để có thể che như những miếng vải bạc rách, những tấm tôn cũ tuy rách hay thủng nhưng vẫn có thể che tạm để ở. Chỉ nội trong ngày hôm đó, chúng tôi hoàn thành được một căn nhà trông rất kỳ lạ, mái và tường làm toàn bằng rác rến như tấm bìa giấy bao bố, tấm cao su che bùng cho xe M113. Mỗi người được chia 70 phân bề ngang để nằm, đồ dùng thì để ở đầu nằm. Nhưng tối đến chúng tôi mới khám phá ra là nằm trên nền xi măng lạnh và ẩm vô cùng. Hôm sau bị chia ra đi dọn rác chung quanh cho sạch sẽ quang đãng. Chúng tôi tìm đồ để lót nằm cho ấm. Hồi ở trạng lớn khí hậu khô, nền đất nện nên trải chiếu nằm ngủ không thấy lạnh như ở đây. Riêng tôi nhờ đi ra khu bãi cỏ, lượm được hai tấm lá chắn che bùng cho thiết vận xa, nên trải nằm thấy mình may mắn hơn mấy anh em nằm trên mấy tấm bìa, có anh đành chỉ nằm trên một tấm vải nhựa mỏng. Về Long Khánh, chúng tôi vẫn được ăn gạo do Trung Quốc viện trợ, nhưng bởi tích trữ trong rừng lâu nên đã mục. Tuần lễ đầu chúng tôi cũng cố nơi ăn chốn ở, sau đó lệnh bắt đầu thu dọn các khu chung quanh nơi bộ đội ở. Một hôm chúng tôi được dọn một khu gồm toàn giấy vở học trò. Chúng tôi lén giấu một ít giấy còn sạch để làm giấy vệ sinh, vì lúc đó chúng tôi đã dùng hết giấy từ nhà đem theo. Chiều đến sau khi được chia cơm và ăn xong, tôi ngồi lấy sắp giấy ra xé thành từng tập nhỏ. Vô tình tôi được đọc toàn là tài liệu học tập của bộ đội. Có một trang chữ viết rất non ghi rõ tình hình thành phố Sài Gòn, trong đó có kể hiện Sài Gòn có 3 triệu dân với 400.000 dân lao động, 300.000 đĩ điếm, 100.000 cao bồi du đảng. Những con số này được gạch ở dưới để nhấn mạnh. Kết luận của bài học tập đó là câu, chúng ta phải có cảnh giác cao độ, vì đây là hang ổ của ngụy quân ngụy quyền phản động nên tránh liên hệ với những kẻ đó. Sao tôi mới rõ nhiều người cũng lượm được những trang giấy vứt bừa bãi có ghi những câu như vậy, và chúng tôi hiểu tại sao bộ đội ở đây khó bắt chuyện hơn ở trạng lớn. Chỗ chúng tôi ở cũng vậy, khu nào cũng có hai lớp hàng rào, bộ đội đi tuần và canh gác chỉ ở ngoài hàng rào thứ nhì, thế nên không có cách nào nhờ vả họ mua bán được. Hàng ngày chỉ có một bộ đội gọi là quản giáo coi từng đại đội một tới điểm danh sáng và tối. Đặc biệt ở đây có một trạm xá để khám bệnh. Hồi trời trảng lớn, trong đám chúng tôi có nhiều người bắt đầu bị ghẻ lở, có lẽ tại nước giếng ở trảng lớn bẩn quá, đất cát nên tắm xong nước lại thấm ngay xuống giếng, mà ăn cũng dùng nước đó. Xà bông, kem đánh răng mang theo vài tuần là dùng hết.
khiến tình trạng vệ sinh ngày càng tồi tệ. Ghẻ lở dần dần trở thành vấn đề nan giải, bởi nằm sát nhau nên hình như ghẻ lở cứ lan dần đúng theo thứ tự. Dãy tôi nằm thì tôi đếm thấy càng ngày lại thêm nhiều người bị ghẻ, cứ từ từ tới những người nằm gần tôi. Chúng tôi cầu cứu bộ đội thì được khuyên nên kiếm lá ổi hay lá muồng trâu mà tắm. Nhiều bộ đội tử tế cũng đi bẻ giùm chúng tôi những thứ lá đó nhưng tắm vào cũng vô hiệu. Cơ thể chúng tôi lúc đó hình như hết sức lực để chống trả với bệnh tật, nên số ốm đau cứ tăng. Trong đội tôi có một anh tên Phước, gốc người Hậu Giang, chuyên bắt rắn bằng tay không. Anh chàng Phước này có một cách ăn rắn rất lạ. Mỗi khi bắt được rắn thì anh ta lấy móng tay cấu đúng chỗ có mật và lấy mật đó nuốt sống tức thì. Bởi vậy mới có biệt danh là Phước Rắn. Anh này thường hay gạ chuyện với tôi và cho tôi biết, nếu muốn tránh không bị nhiễm ghẻ lở của anh em thì phải cố mà nuốt mỗi tuần vài cái mật rắn. Khu Long Khánh này rắn nhiều vô kể. Phước gần như ngày nào cũng bắt được rắn và sau khi cấu bụng lấy mật nuốt thì lại chọn khúc ngon nướng ăn. Có lẽ vì vậy mà không bị ghẻ lở mà lại còn hồng hào vì được ăn thịt rắn đều đều. Tôi vì thấy bệnh ghẻ đã tới anh nằm sát tôi nên hoảng quá đành cầu Phước bắt rắn cho tôi nuốt mật. Mới đầu thì hơi ớn, nhưng khi nuốt thử lần thứ nhất thì thấy cũng không có gì đáng ghê sợ. Mật rắn lúc mới lấy ở trong bụng rắn ra còn nóng và cái bọc còn nguyên vẹn nên khi nuốt chỉ thấy hơi tanh mùi thịt sống như thịt gà, nuốt xong không có cảm giác gì. Hàng ngày trong lúc anh em bị đưa đi dọn dẹp, tôi và một toán anh em được đưa đi kiếm tôn để sửa soạn làm hội trường học tập. Lúc nghe nói tới việc chuẩn bị học tập thì ai cũng mừng vì bỗng nhiên lại có hy vọng học xong rồi về. Tuy nôn nóng sớm được học tập nhưng đời sống mỗi lúc một khổ hơn vì cơm phát chỉ có muối, thỉnh thoảng có được tí rau hay cá, số lượng không đáng kể. Mới có vài tháng mà anh nào cũng da bọc xương. Một hôm tôi bắt gặp Chim Văn Tường ngồi lúi húi cưa một ống calcium nên rất ngạc nhiên. Sau năn nỉ gặn hỏi mãi mới khám phá ra rằng Tường đã nhờ y tá bộ đội mỗi ngày xuống khám bệnh ở trạm xá và gửi tiền mua được ống thuốc bổ để uống. Thế là hôm sau tôi cũng xin đi khám bệnh với anh Chim Văn Tường và đúng như ý muốn, tôi gửi được một số tiền để mua bất cứ thuốc bổ gì cũng được và tôi còn dặn nếu mua được tí đường thì càng tốt. Tôi nhấn mạnh là đắt mấy anh cũng làm ơn mua giùm tôi. Hôm sau nữa tôi cố ý mặc áo thật rộng để đi khám bệnh và được đưa cho một bọc. Viên y tá bộ đội nói, tôi mua hộ anh hết chỗ tiền anh gửi, mang về khéo kẻo lộ thì lôi thôi đó. Tôi không, người như đau bụng ôm gói về giấu vội vào quần áo ở đầu nằm, đến khi vắng người mở ra coi, được một hộp calcium để uống và đặc biệt là một gói đường thẻ đen, đếm được 27 miếng. Tôi thầm ước tính chỗ đó đổ 1 kg. Tôi bẻ nửa tán đường đen trong dơ giấy, nhưng khi vừa bỏ vào miệng thì ôi thôi mà nó ngon đến thế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái vị ngọt nó mát mẻ thanh tao đến như vậy. Từ đó mỗi bữa cơm tôi lén mang ra nửa tán đường ăn với cơm. Cơ thể rõ ràng khoái chất đường nên khỏe hẳn hơn trước, thỉnh thoảng lại được thêm một khúc rắn nướng chui nữa, thấy là có đường có thịt. Tinh thần do đó có vẻ vững hơn anh em rất nhiều. Đặc biệt tôi là một trong 6 người không bị ghẻ lở trên tổng số 62 người. Tỷ lệ bị ghẻ lở toàn trại phải trên 90%. Tình hình ghẻ lở ngày càng trở nên bi thảm. Có lúc tôi tưởng như là bệnh phong cùi. Những bạn quanh tôi lở loét tanh hôi, da, mũ khô dính cứng vào áo quần. Mỗi lần thay áo quần, da lại tróc bật máu rất đau đớn. Chúng tôi phải cắt người săn sóc như đun nước muối để tắm. Và khi tắm thì có người kéo nước giếng giùm vì chân tay lở loét không sao kéo được nước lên. Hơn nữa cũng vì không muốn họ tới gần giếng, e làm nhiễm trùng nước dùng để ăn. Tình trạng thêm bi thảm vì anh em đã để lộ vụ nhờ y tá mua thuốc và hàng hóa bên ngoài. Khi mà y tá bộ đội bằng lòng mua thuốc mang giùm chúng tôi, lúc mới đầu ít người biết và chỉ giới hạn trong việc mua thuốc, trại chúng tôi có lẽ họ đã rút kinh nghiệm ở trạng lớn nên tổ chức rất khắt khe.
Mỗi lần chúng tôi định gạ chuyện với bộ đội đều bị trả lời với những câu sặc mùi tuyên truyền và giống hệt nhau. Việc y tá mua hộ thuốc là chuyện hiếm và đó là ngõ duy nhất để thông thương với bên ngoài. Nhưng lần hồi cả viên y tá lẫn anh em chúng tôi đều làm ăn quá lộ liễu. Cuối cùng viên y tá bị đổi đi chỗ khác và nghe nói y bị thi hành kỷ luật. Câu chuyện cũng chỉ bởi có hiềm khích giữa bộ đội với nhau. Tiểu đoàn chúng tôi, tức là D4, có tới 3 thủ trưởng. Mới đầu chúng tôi rất ngạc nhiên với cái lối sắp đặt chỉ huy của bộ đội và không hiểu tại sao mà một đơn vị lại có tới 3 thủ trưởng. Sau đó mới rõ là có sự phân chia như sau. Thay mặt đảng trong đơn vị là thủ trưởng thuộc cấp ủy đảng, chỉ huy quân sự và hành chánh thì gọi là thủ trưởng chấp pháp. Và trong nông hậu cần cho đơn vị là thủ trưởng hậu cần, nhưng cả ba đều được gọi tắt là thủ trưởng. D4 có thủ trưởng quân sự là người nam tên Hùng, thủ trưởng chính trị cũng người nam tên Sáu, còn thủ trưởng hậu cần và quản giáo trưởng người Bắc. Mỗi khi đi lao động dọn dẹp hay làm việc vặt, chúng tôi được chứng kiến cảnh mấy quản giáo người Bắc thay đổi lệnh của hai thủ trưởng người Nam. Thí dụ như khi thủ trưởng Sáu gọi chúng tôi tới Bắc dọn khu đất để mở rộng lối đi, thì quản giáo người Bắc sau đó lại bắt chúng tôi cuốc lên và để trồng dây khoai lang. Có khi đang làm việc do lệnh của thủ trưởng Hùng thì quản giáo người Bắc bắt chúng tôi ngừng tay đi theo y làm chuyện khác. Chúng tôi nhắc đó là lệnh của thủ trưởng thì quản giáo nói thẳng: "Không có lệnh lạc gì cả, cứ đi theo tôi." Khi thủ trưởng người Nam hỏi tại sao chúng tôi đang làm lại bỏ đi làm chuyện khác, chúng tôi nói quản giáo bắt bỏ đi làm chuyện khác thì thủ trưởng chỉ lắc đầu và không có phản ứng ra mặt. Thế nên y tá là người Bắc mua hàng hộ anh em để kiếm lời thì thủ trưởng người Nam một hôm giả bộ đi ngang qua bất chợt vào trạm xá bắt gặp quả tang đang có vụ tính tiền trao hàng. Y hỏi qua loa rồi bỏ đi, hôm sau không thấy y tá tới nữa, và rồi có lệnh ai đã trót gửi tiền nhờ y tá mua hàng thì khai báo để được trả tiền lại. Thế là chúng tôi mất cơ hội mua hàng ở bên ngoài. Trong đội tôi có vài anh bị kẹt tiền và có khi gửi cả thư lén nhờ y tá ra ngoài mua tem bỏ giùm, nên đâm lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Đặc biệt có anh có người nhà là tiệm thuốc tây ngay ở ngoài Long Khánh, nên rất tiếc là bị mất đường tiếp tế ngon lành. Kể từ đó đời sống hết sức thiếu thốn, thỉnh thoảng nhà bếp được phát tí rau hay tí cá biển, nhưng không đều và không thấm vào đâu. Hơn nữa nhiều người vì gã lỡ không dám ăn cá biển. Tôi còn vài gói mì nên đem ra lấy chai cán thành bột rắc vào cơm ăn coi như là muối mè. Có lúc ân hận là đã không biết để dành khi ốm đau. Có anh thèm đường tới nỗi đi mót bẻ thân cây bắp khô tước lấy gốc nhai như ăn mía vì chỗ gốc hơi có vị ngọt như mía. Riêng phần tôi, hàng ngày vẫn cứ đi thu lượm những tấm tôn để lợp lại mái của một căn nhà khá lớn, hình như trước kia là một hội trường. Nhưng vì tôn hiếm nên làm lai rai không biết đến bao giờ mới xong, và mùa mưa của năm 1975 tới mà hội trường vẫn chưa lợp được 1/4 mái. Đa số anh em lúc đó bị bộ đội dẫn đi cuốc đất quanh trong trại để trồng đậu phộng. Thật ra thì cuốc cũng không nhiều, nhưng vì có nhiều người chưa cầm cuốc bao giờ và nhất là cơ thể gã lỡ thiếu dinh dưỡng và tâm hồn tuyệt vọng nên làm mau mệt, có người mới đi cuốc có vài ngày đã lên cơn sốt ly bì. Có lẽ tôi vì trước có chơi quần vợt nên tương đối có sức hơn anh em, vả lại đi làm nhà tà tà hơn đi cuốc đất. Trong toán tôi có anh Bình có trình độ kỹ thuật cao nên làm gì cũng giỏi. Mới đầu anh Bình gò thùng gánh nước bằng những tấm tôn còn mới. Sau bộ đội nhờ anh ta gò những chiếc vali bằng tôn rất chắc và rất đẹp, nhưng vì tôn dày nên nặng quá, một vali như thế chưa đựng gì mà đã nặng tới 8-9 kg, thế nên một hôm anh Bình đề nghị lấy tấm tôn bằng nhôm để gò vali. Kết quả mấy anh quản giáo anh nào cũng bắt tôi đi kiếm tôn nhôm, nhưng tôn này rất hiếm. Tuy trong trại tổ chức kỷ luật rất gắt, bộ đội không dám mua hộ hàng cho chúng tôi để ăn lời như ở trảng lớn, nhưng cũng có tên làm ăn cách khác để kiếm tiền.
Có bữa tôi thấy bộ đội lén vào khu chúng tôi ở và gỡ vài tấm tôn còn tốt rồi đưa ra để nằm sát mặt đất cạnh hàng rào. Đặc biệt mỗi tấm tôn được buộc một khúc dây dài lòn dưới hàng rào. Tôi không rõ để làm gì, nhưng sau đến lúc tôi ngồi lọc máy hội trường mới rõ. Hai bộ đội đi cùng với một xe lam ba bánh tới gần khu có tôn, ngừng ở đó. Hai tên bộ đội chỉ việc kéo những sợi dây là mấy tấm tôn đã được uốn hơi cong cho vểnh đầu lên, từ từ lướt trên những đám cỏ lao ra tới tận đường. Chỉ trong khoảnh khắc chiếc xe lam đã chở những tấm tôn đi, lúc đó tôi mới hiểu tại sao trong trại tôi hiếm tôn lành lặn và có nhiều chỗ mái hay tường bị thiếu mất mấy tấm tôn, mà kể như không còn tấm tôn nhôm nào, vì thứ đó nhẹ, khổ lớn, vừa dễ di chuyển lại vừa dễ bán đắt tiền, và bây giờ chúng tôi lại phải đi lùng tôn nhôm để gò vali cho quản giáo. Khi thấy tôn nhôm trên mái một căn nhà nào do anh em chúng tôi ở thì, đợi lúc mọi người đi lao động, mấy quản giáo lại dẫn chúng tôi tới tháo và thay thế bằng một tấm tôn khác cũ hơn và nặng hơn. Hồi ở trận lớn, chúng tôi tưởng đời sống như vậy đã là cực khổ, nhưng về đây thấy lại còn gò bó hơn, cực khổ hơn, thiếu thốn hơn, và đặc biệt bệnh tật khủng khiếp hơn. Ốm đau chỉ có một thứ thuốc trị sốt rét duy nhất do Trung Quốc chế tạo. Y tá khám bệnh xong hoặc chỉ cách về chữa trị, nghĩa là chỉ lấy cây cỏ nấu uống hoặc cho thuốc đó, nhức đầu cảm cúm, đau bụng, nôn mửa, bất cứ bệnh gì có vẻ nặng và có vẻ do vi trùng gây ra cũng chỉ có một thứ thuốc sốt rét. Trong đội tôi có hơn 30 bác sĩ, già có, trẻ có, mỗi khi bệnh nhờ mấy anh đó khám để biết chắc bệnh gì, sau đó đi khám y tá bộ đội để được nghỉ phép. Một hôm, một anh đi dọn rác nhặt được một ngòi nổ mang về tính tháo ra làm ống hút thuốc, nhưng chủi tro bị nổ tét mất hai ngón tay cái và trỏ của bàn tay phải. Đưa vội lên trại bộ đội thì được đưa sang bệnh xá trung đoàn cấp cứu. Trước khi đi, mấy bác sĩ cải tạo đã khám và băng bó sơ qua. Các bác sĩ ta đều tiên đoán là không đến nỗi nguy và chắc là sẽ bị cắt mất đầu ngón tay cái và trỏ thôi. Thế rồi hơn một tháng sau, anh bạn bị tát tay kia trở về và làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nhất là mấy anh bác sĩ cải tạo. Anh Sương lúc về đã bị mất nguyên bàn tay phải. Anh em nghe Sương kể rằng, y sĩ trung đoàn vì không có cơ nên phải gỡ bằng dao hai ngón tay cái và trỏ, nhưng không chịu cấp trụ sinh nên bị nhiễm trùng, làm ung thối cả bàn tay. Cuối cùng, y sĩ bộ đội đành quyết định giải phẫu lại và gỡ hết đi phần tay từ cổ tay trở ra, và sau đó được chích thuốc và trụ sinh nên vết thương mau lành. Khi về tới trại, tay còn băng bó nhưng đã thấy thành sẹo. Anh Sương chán đời định tự tử, nhưng anh em can và khuyên giải. Thỉnh thoảng anh Sương lại ôm đầu ngồi khóc. Chuyện như vậy được anh em mang ra bàn tán và bị bọn anh tên báo cáo. Một số bác sĩ học tập cải tạo bị sỉ vả nặng nề và bị dọa ghi vào hồ sơ. Sống bực bội thiếu thốn thì sự than van là chuyện thường, nhưng bọn anh tên muốn lập công nên báo cáo và vu khống cho sự việc trở nên nặng nề. Nhiều tối lúc điểm danh, chúng tôi bị đứng cả tiếng đồng hồ để nghe quản giáo xây dựng, nghĩa là sỉ vả. Chúng tôi nhận thấy bộ đội rất ghét những câu nói khôi hài, họ mặc cảm rất nặng, cười trước mặt họ có khi bị họ nổi nóng. Có lần bộ đội dẫn chúng tôi đi dọn dẹp doanh trại, khi đang di chuyển thì bị quát: "Tất cả đứng lại!" Khi mọi người dừng lại thì tên bộ đội tương đối già tuổi hơn những bộ đội thường gặp, bắt đầu sỉ vả: "Các anh muốn bôi bác cách mạng phải không? Các anh có biết cái mạng sống của các anh nằm trong tay chúng tôi hay không? Các anh cười cái gì? Các anh vui lắm phải không?" Sau hỏi ra mới biết trong lúc di chuyển, mấy anh em trẻ tuổi cười giỡn với nhau nhưng bộ đội tưởng chế nhạo họ. Bị sỉ vả, bị anh tên báo cáo, bị đe dọa là sẽ ghi vào hồ sơ để học tập mốt mùa. Thế mà mấy anh em trẻ vẫn cứ nô giỡn kể cho nhau nghe những chuyện tiếu lâm mới, có tính cách giễu cợt mấy anh chàng bộ đội ngốc nghếch. Hay nói năng pha trò thì dễ bị báo cáo vì bọn anh tên hình như ngày nào cũng phải báo cáo một vài chuyện, nhưng không nói năng gì cũng bị báo cáo. Có tối chúng tôi bị quản giáo tới điểm danh và gọi rõ tên ra đe dọa: "Các anh như anh Vũ, anh Tường, anh Cúc tuy làm lì, nhưng chúng tôi biết các anh nghĩ gì và các anh đang mưu tính đi.
ý đồ gì, các anh nên tự cải tạo, chứ còn thái độ chống đối cách mạng là cách mạng còn giữ các anh lại để giáo dục. Giáo dục tới bao giờ các anh trở thành người tốt sẽ cho các anh về. Nếu các anh chưa tốt thì chẳng thà cứ giữ các anh tới lúc mang chung các anh trước các anh về mà chưa cải tạo thì để các anh chống phá cách mạng hay sao? Chúng tôi đứng nghe, cứ chết lặng cả người và thắc mắc không rõ đã bị anten nó báo cáo những gì. Sau vụ sĩ vả đó, Long lại chọc cụ Cúc. Thôi cụ Cúc ơi, chú bỏ cụ rồi, cụ càng đọc kinh thì càng bị ghi vào hồ sơ, làm sao cụ về? Đến tối lúc điểm danh, Long lại bị sĩ vả và đe dọa. Chúng tôi cũng tính trừng trị anten, nhưng càng cố khám phá xem tên nào làm anten thì anh em lại càng kinh ngạc là không phải có một anten mà có lẽ ít ra là 324 trên tổng số 60 người của toán, nhưng trong số đó có tên Võ Tài là anh em thấy rõ rệt nhất. Võ Tài quê ở Thừa Thiên, cựu trung úy hải quân. Cha mẹ chết sớm nên về ở với anh rể ở khu cư xá gia binh sĩ sau viện ung thư Gia Định. Anh rể y làm an ninh quân đội và hiện bị bắt đi mất tích, tức là thành phần tội nặng chứ không phải đi trình diện như chúng tôi. Thế mà tên Võ Tài nhất định lập công để được về sớm, vì y tin vào mảnh giấy chứng nhận của huyện ủy quận Bình Thạnh đã cấp cho y như là thành phần có công với cách mạng. Phần thứ tư đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp theo phần thứ năm.